Mizukara. Ok, Mizukara. Bạn nào mà biết được kanji của chữ Mizukara, các bạn comment xuống dưới cho sensei nhé, để cả lớp cùng tham khảo. Sensei cần một bạn nói cho sensei hán tự của chữ Mizukara. Đúng rồi, bạn Thanh Toàn, bạn comment rất nhanh, mọi người nhìn được chưa? Nó chính là chữ Jibun, nhưng mà chữ J đấy đứng một mình, và nó thêm chữ ra. Chúng ta đọc là Mizukara, và nó chính là Jibun, hoặc là nó chính là Jishin, nó chính là bản thân mình. Jibun Jishin, ok chưa? Ừ. Ngày xưa sensei không thể nhớ được cách đọc của cái từ Mizukara này, có nghĩa là tại sao cái chữ tự đấy á nó lòi ra cái chữ ra mà mình lại đọc là Mizukara. Thì sensei mới dựa một cái tip mà sẽ chia sẻ, không biết là có giúp ích được cho bạn nào không, nhưng mọi người có thể tham khảo. Đó là theo nghiên cứu khoa học thì 80% cơ thể chúng ta làm từ nước, đúng không? 80% cơ thể của sensei là nước, nên nếu mọi người thích uống nước tức là mọi người cũng thích sensei đó, đúng không? Thế thì mình nghĩ à, vậy thì cơ thể mình làm từ nước, chính vì thế có phải là làm từ nước, có phải là Mizukara không? Thế từ đấy sensei nhớ được luôn cách đọc của cái chữ tự, hay chính là âm cân của cái chữ tự này đó. Không biết là các bạn nào dùng cái tip này không, nhưng đây là một tip rất là hữu hiệu, ngày xưa sensei ôn N2 sensei dùng. Đáp án đúng có đi với gà không? Nào, đáp án đúng thì có gà không? Mình dạy công thức nhá. Đáp án đúng thì có đi với gà không? Không đi với gà, đúng không? Cho nên thằng gà là cút luôn rồi. Hai câu trên nó có cái ý khác nhau hoàn toàn. Câu bên trên là gì ạ? Phủ định kết luận, tức là một kết luận mà tôi cho rằng kết luận đấy là không đúng, được chưa ạ? Còn câu dưới thì là không phải vì thế mà có kết luận thế này. Nên thường cái chúng ta sẽ có cái ý kiến ở dưới chúng ta ghi là với lý do đó thì chưa đủ để khẳng định. Tức là gì ạ? Với cái việc là cô Nhi chỉ đỗ N1 thôi thì chưa đủ khả năng để dạy bọn em. Đúng ạ, tức là cái lý do là cô đỗ N1 ấy, nó không phải lý do chính để chúng ta dạy được các bạn, mà phải là gì ạ? Phải có đỗ N1 này, lại phải có thêm nhiều cái khác nữa, phải có cả bằng sư phạm này, phải là giáo viên, phải là giảng viên ở trường đại học này thì mới đủ trình độ để dạy mọi người. Cái phần này chúng ta đang phủ định một phần các bạn nhá. Và mình nói là với cái lý do như thế thôi thì đối với tôi là chưa đủ. Đó, thì ý hai câu này mặc dù là cùng từ vựng nhưng mà rõ ràng với ý của nó là khác nhau. Câu này mình có vị trí cái gạch chân, cái vị trí khoanh, cái vị trí điền nằm ở đây ạ. Đấy, và nhìn độ sensei ra đằng sau có xô già này. Nào chọn mấy bây giờ mọi người? Đã có xô già này là chọn mấy? Bạn Chí Lê là chọn 1 này, Linh Lê chọn 1. Ok, bạn Ái Linh cũng chọn 1, Minh Tâm chọn 1. Rồi câu này thì chắc là không cần để sensei giảng nữa mọi người nhỉ. Đã có cụm từ xô già này thì bằng với xô đế và này. Được nhé, bằng xô đế mồ này. Được nhé, có nghĩa là nó không phải là như thế. Vậy thì đáp án câu này phải đi với cả tô yu tổ, cả tô yu tổ. Vậy câu này mình nhìn có từ ức tê này. Đó, ức tê là văn nói mọi người nhá. Được chưa ạ? Thì chúng mình sẽ có cụm từ là tô yu tổ,